Xin trân trọng kính chào toàn thể quý anh chị. Hôm nay Hiệp đem đến cho anh chị mình một căn nhà biệt thự này nha. Nhỏ nhỏ xinh xinh anh chị. Với diện tích là 1079 mét vuông nha. 79 là thằng tài luôn nha anh chị. Đó, bây giờ thông tin chi tiết á thì Hiệp sẽ quay tiếp theo trong phần video. Mời anh chị mình cùng theo dõi nha. Và như anh chị nhìn thấy trước mặt chúng ta đây ha, là một căn nhà phải nói là rất lớn luôn ha. Với điện, nước, rồi wifi, camera này kia đầy đủ hết trơn nha anh chị nha. Đó. Rồi đây là con đường mình từ đây nè, mình ra cách cái con đường chính á, là chỉ được có 150 mét thôi ha. Đó, từ đây ra con đường chính. Và mình cách cái sông Đồng Nai á anh chị ha, là nó được khoảng 400 mét nha. Là con sông Đồng Nai ha. Phải nói là nơi đây không khí nó mát mẻ trong lành. Và như anh chị thấy thì đối diện đây là có cái thửa ruộng nhỏ nè. Rồi bên kia có mấy căn nhà ha. Và bên đây là có cái vườn bưởi. Đó, là không khí nơi đây phải nói là rất mát mẻ nha anh chị nha. Rồi căn nhà này anh chị thấy ha, mình đang xây mới hoàn toàn nha. Và mới vừa xây xong, đây anh chị thấy là gạch cát cũng còn đây ha. Nhưng mà do gia chủ bị kẹt tài chính cứ như là không xây được nữa, cho nên đành lòng phải bán lại cái căn nhà này. Sau đây Hiệp sẽ mời anh chị đi cùng Hiệp tháp tùng vô trong chúng ta xem toàn bộ nơi đây nha. Bây giờ Hiệp mời anh chị mình cùng Hiệp chúng ta bước vào bên trong căn nhà nha. Đó, anh chị nhìn thấy một cái khuôn viên nó rất là rộng rãi luôn ha. Với diện tích là 1079 mét vuông. Ở đằng sau này chúng ta có nguyên một căn nhà lớn nằm đằng sau đó anh chị thấy không? Đó, rất đẹp luôn ha. Ở đây anh chị nhìn thấy là đó, camera chống trộm này kia đầy đủ hết nè. Đó, điện chiếu sáng vân vân. Cái này anh chị mình vào mình chỉ quét dọn rồi rửa ráy sơ lại là mình ở thôi ha. Đó. Đây anh chị nhìn thấy đây ha. Một không gian phải nói rộng rãi ha. Đây anh chị nhìn thấy ở đây mình còn một số mình chưa có hoàn thiện này. Anh chị sau này mình thích mình dán gạch lên thì mình dán ha. Còn không thì mình để cổ cho luôn cũng được nha. Đó. Ở bên hông này chúng ta có một cái khuôn viên này để anh chị mình trồng rau, trồng hoa, cỏ rồi nè ha. Đó, rất là đẹp ha. Ở đây mình có cái hồ bơi nè. Đó, hồ bơi nhỏ nhỏ mini nè ha. Cái hồ này anh chị mình có thể cho con mình nè, con trẻ mình xuống đây bơi tắm thoải mái ha. Đó. Rồi ở kia mình có cái toilet công cộng nè. Ở đây mình có trồng những cái cây kiển. Nhìn chung của nơi đây mình rất là rộng rãi anh chị ha. Đó, anh chị nhìn thấy không? Ở đằng trước này không, nó đã bự rồi. Ở đằng sau này mình đút lên tắm ở trên nữa nè. Đó, rất đẹp ha. Đó, anh chị nhìn đi. Và căn nhà này chúng ta tọa lạc tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Mình có hệ thống xả nước rồi đầy đủ hết ha. Nhìn chung gia chủ làm căn nhà này rất là kiên cố ha. Và cái điều đặc biệt nữa là căn nhà này phải nói nó rẻ là nha anh chị nha. Rất rẻ luôn ha. Căn nhà này chỉ có giá bán là 3 tỷ rưỡi thôi nha anh chị. Đó, anh chị nào mình tài chính 3 tỷ rưỡi thì alo cho Hiệp nha. Để mình sở hữu cái căn nhà này nha anh chị. Với diện tích là 1079 mét vuông. Với giá bán là 3 tỷ rưỡi nha quý anh chị. Đó, mình còn thương lượng nhẹ nha anh chị nha. Đó là gia chủ nói với Hiệp là mình còn thương lượng nhẹ. Đấy. Bây giờ anh chị làm phép tính đơn giản thôi. Hơn một sào đất này ở khu vực này nó đã có giá hơn 1 tỷ rồi. Thì bây giờ căn nhà, hai căn nhà bự như thế này nữa, thì bây giờ với cái kinh tế hiện nay và cũng như cái vật liệu xây dựng cũng như công cán thì mình xây căn nhà này lên thì anh chị đủ biết là nó phải tầm cỡ 2 tỷ cái nhà này. Đó. Thì còn lại một số những cái đồ trang trí lặt vặt nó vô đúng là khoảng 3 tỷ rưỡi. Đó là Hiệp đánh giá coi như là sát nút luôn. Đó, anh chị nào mình thiện chí với cái này thì anh chị mình alo cho Hiệp gấp nha. Bây giờ Hiệp mời anh chị mình cùng Hiệp chúng ta bước vào bên trong căn nhà ở phía sau nha. Đó. Ở đây là cái đường cầu thang mình đi lên trên lầu anh chị ha. À, anh chị thấy không, cầu thang lên nè, cầu thang đúc đàng hoàng nha anh chị, đúc rồi đá qua cương luôn ha. Ở đây là cái toilet của mình nè. À, phải nói là rộng rãi nha, cực kỳ rộng rãi luôn. À, còn bên này là mình có thể anh chị mình về mình bày biện ở đây nè, để bộ salon sofa gì đây nè ha. Đó, mình làm chỗ mình hát karaoke được. Ở đây mình làm phòng ngủ. Thấy không? Đó, đây là lối đi ra ngoài hồ bơi sân vườn nè. Đúng không? À, anh chị thấy không? À.
Rồi ở đằng sau đây nè, thì mình đi ra đây ở sau nó có công viên nè. Đó. Điện nước đồ này kia ở đây mình có thể làm thêm cái hòn đồng bộ gì ở đây anh chị ha. Nó lý tưởng hơn, hoặc là mình làm cái nhà, cái mái nhà để mình bộ mấy cái bàn ghế đá ở đây, mình ngồi đây uống trà rồi buổi sáng rồi mát mẻ ha. Đó, ở đây nè mình có không gian bếp nè. Anh chị thấy bằng đá hoa cương hết toàn bộ. Đây là không gian bếp ha. Đó. Ốp đá hoa cương hết nè. Rồi cửa nhôm hết nè. Đó. Đó, toàn bộ cửa nhôm hết, ốp đá hoa cương. Rồi tủ này mình có thể để chén mát đồ này kia kia nọ ha. Nhìn chung là cái này rất là đầy đủ rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta bước lên lầu đi ha. Đây là còn chưa có rửa ráy gì hết, nó còn bụi bặm. Toàn bộ mình đá hoa cương hết, thấy không? Đó. Cửa sổ đồ này kia thoáng mát. Đây là phòng ngủ nè. Rồi một không gian rộng rãi, đây là đây toilet nữa nè. Đó, anh chị thấy không? Ở đây mình ra đằng trước mình ngắm đằng trước luôn. Ở trên này thì nói chung là mỗi phòng mình đều có toilet riêng hết nè, thấy không? Đó, phòng nào cũng có toilet riêng hết nè. Rộng rãi, trần rất là đẹp luôn. Cửa sổ. Đây. Đó. Tôi nhìn xuống dưới rất là mát mẻ. Đây toilet này rất là rộng rãi luôn nè. Ô, đó thấy không? Quá trời rộng luôn. Đây là công viên bên ngoài hành lang nè. Đó. Chúng ta bước ra hành lang bên ngoài. Ở đây rộng rãi, trên này là mỗi phòng đều có toilet riêng ha. Đó, anh chị mình nhìn xuống dưới ha. Đó. Một công viên, nếu xưa này mình chị mình trồng hoa kiểng đồ này kia lên, hoặc là chị làm thêm cái máy ngói đó, hay là máy chèo chanh gì đó đó. Ngay giữa đó nữa mình để nguyên bộ và bằng đá đó nó rất là ok luôn. Đây hàng xóm nè. Đây là cái nhà đằng trước. Rồi ở đây mình có hai cửa cổng nha, cửa này hoặc cửa kia. Anh chị mình cửa cổng rộng rãi luôn, anh chị mua xe hơi vô thoải mái luôn ha. Đó. Rất là rộng rãi luôn. Đây là khách khứa mình bày tiệc tung này kia ở đây là thoải mái luôn ha.